Ông Đoàn Hữu Định thì ông ỷ là ông là nhân viên của ngành an ninh bên cảnh sát. Làm ở giờ thì ông về hưu rồi. Thành ra như là chỗ là quen biết. Quen biết đây về cái tính nể về chứ không phải quen biết về được cái sự nhờ vả. Thì ông ấy đại diện cho cộng đồng người Việt của ông bác sĩ Võ Đình Hiếu ở Đỗ Văn Hội, nói nôm na rằng là cái nhóm mà Việt Tân viết một lá thư cho ông Donald Trump về cái gì rất là buồn cười. Những lý do chúng tôi đọc cái lá thư rất là buồn cười, yêu cầu ông khi mà đến Việt Nam ông phải đặt cái vấn đề nhân quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. Thì nói ra như vậy chúng ta thấy rằng họ rất là ngây ngô, họ không hiểu cái mục đích chuyến đi của ông Donald Trump là cái gì và ông làm cái gì, và trước khi đó đó ông đã từng tuyên bố như cái gì khi mà ông gặp ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của nhà mình á. Báo chí hỏi ông tại sao ông không đặt vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, ông trả lời rối, ông bảo rằng cái vấn đề nhân quyền á, Mỹ không thể đem cái cuộc sống của xã hội của Mỹ để áp đặt vào bất cứ một quốc gia nào khác. Ý của ông nói rằng mỗi một nơi nó có một cái quốc gia có một cái sự căn bản xã hội và cái suy tư con người và cái nhận thức con người nó khác nhau. Nước để trong ống thì nó dài mà nước để trong bầu thì nó tròn. Đâu có thể mang cái nhân quyền của Mỹ mà đưa vào áp dụng vào Việt Nam được. Ông trả lời rõ ràng như vậy mà cái người cộng đồng này đó, đó đầu óc họ rất là đặc sệt. Thành ra họ không có ý thức được cái câu nói của ông ấy. Và người ta nói ngày hôm trước là hôm sau quên. Vậy mà làm ơn cái thù hận ấy trong lòng của quý vị sao cứ bị cứ ôm hoài không chịu quên. Ông Donald Trump ông ấy đi Việt Nam vì vấn đề thương mại. Quý vị hiểu chứ APEC là cái gì không? Một cái nghị hội kinh tế của các nước Đông Nam Á. Có phải người ta đi làm cái chuyện chính trị gì đâu. Bảo ông Donald Trump phải đặt cái vấn đề mà cái nhân quyền của Việt Nam với lại cái tự do tôn giáo Việt Nam. Tôi nói thẳng đây này, KBC hải ngoại có được tự do đi vào trong các cái phiên họp của cộng đồng không? Đuổi ra ngay lập tức. Tao đá mày bỏ mẹ. Và mấy ngày hôm nay thưa quý khán giả, mấy ký giả để liên lạc với tôi rồi, tôi không nói tên, nhờ anh Hùng giúp cho cái này, nhờ anh Hùng giúp cái kia. Thật sự rằng chẳng có giúp gì hết, nhưng đây là cái thủ tục hành chính, thủ tục làm đơn. Tại vì những người đó chưa về Việt Nam để tác nghiệp bao giờ. Về Việt Nam chơi thì có, nhưng về Việt Nam tác nghiệp nó lại khác. Quý vị muốn tác nghiệp, quý vị phải có giấy phép của cái vụ báo chí nước ngoài của Bộ Ngoại giao. Và cho phép thì quý vị nữa mới tác nghiệp. Còn quý vị về quay phim, chụp hình với cái này kia thì bình thường như mọi người thôi, du khách mà. Chắc chắn trong danh sách của chúng tôi hiện tại bây giờ là trước mặt đó, Nguyễn Phương Hùng, Vũ Hoàng Lân và Lý Kiến Trúc. Lý Kiến Trúc về nữa đấy. Ngu sao không về? Câu view mà.
họ lợi dụng cái tự do quyền tự do báo chí. Họ biết nhà nước Việt Nam không ít nhỏ nhen bần tiện như họ 42 năm tù hận. Quý vị có chửi nhà nước Việt Nam đi nữa, giờ quý vị xin phép về làm cái là tác nghiệp về APEC hay là ông Donald Trump. Chúng tôi vẫn cho về. Lấy chí nhân tay cường đạo, lấy bạo nghĩa, lấy đạo nghĩa chống hung tàn. Đó là người cộng sản họ làm như vậy. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn nói như vậy. Họ không có nhỏ nhen chấp nhất như quý vị. Muốn về chúng tôi sẽ cho về, chúng tôi không có cấm. Nguyễn Hữu Tránh về để tang mẹ vợ vẫn cho về. Tôi chửi Việt Nam là không có tự do tôn giáo, không có tự do con người. KBG hải ngoại bước vào trong phòng họp nữa coi. Ao ao ao, cút đi cút đi cút đi, không cho vào. Mình tự mình còn cái là mâu thuẫn với mình, đòi người ta tự do mà trong khi mình có tự do không. Mỹ nó gọi cái này là bullshit, nó cứt bò. Làm thì mình đừng làm cho người khác. Nói rồi. Mình muốn cái là cộng sản tự do tôn giáo, mà trong khi ngay tại cái nước Hoa Kỳ này, tu chính án số 4, tự do báo chí là một trong những cái quyền của tu chính án số 1, xin lỗi, 4 quyền tự do căn bản của tu chính án số 1. Thứ nhất là quyền tự do tư tưởng, thứ hai là quyền tự do hội họp, thứ ba là quyền tự do tôn giáo, và thứ tư là quyền tự do báo chí. Người ta tới người ta làm tin nữa, phải viết theo lẽ phải, giống như là tờ báo Người Việt hay tờ báo Viễn Đông hay là tờ báo Việt Báo thì mới được vào, hay là tờ Văn Hóa thì được vào. Còn viết theo tự do tư tưởng của KBG hải ngoại thì ao ao ao, toàn là làm cái chuyện rùi bu. Đức Trần Hưng Đạo thì không nói gì cái chiến thành tích hiển hách của ngài, vừa làm lễ chào cờ xong Down with Communist. Thế là cái gì? Đức Trần Hưng Đạo nào biết Communist? Thời Đức Trần Hưng Đạo làm gì có Communist? À, đi acupuncture ở bên trên San Gabriel anh. Có một cái chỗ này nó làm rất là Trung Quốc, nó qua đấy. Phan Trì Nhơn đâu đấy, chống Trung Quốc này, lên chống đấy. Cái người dân của trong nước người ta đâu có phải là người ta là cộng sản. Ở Việt Nam hơn 4 triệu người là đảng viên cộng sản, đâu có phải là hết 98 triệu người Việt Nam đều là cộng sản đâu. Chống là cái chống này, không biết mình chống cái gì, thỏa mãn cái tự ái của mình. Cái bóp chỗ mà càng cứng càng tốt là nhanh Bình Hà, chỗ nào mà nó không giãn ra được thì cứ bóp cho nó giãn ra, được cái massage lên thiên đàng thì lại khác. Massage kiểu quả đen nó lại khác.